Xin mến chào các bạn đã quay trở lại với Kim Lê Cuộc Sống Mỹ. Chị Paula, chị thấy rằng cái video mới đưa lên, nó là gom chung lại tất cả những cái video clip của các chú tiểu á, mà nói về Phật giảng đạo á. Trời ơi, phải nói là coi hết cái đó cái video mà Phật truyền đạo á, cái đó lâu rồi. Cái đó hồi sau khi mà thi thích danh hài mà lần hai á, thì ở nhà mới làm cái video đó. Là lâu rồi mà bây giờ gộp lại á, gộp lại hết luôn, nghĩa là full chị luôn. Chị chưa có coi cái đó, nhưng mà chị coi lẻ đúng không? Chị coi trước đó thì chị có coi, bây giờ gộp lại thì chị chưa có coi. Trời ơi, coi nguyên một cái video đó, coi lại hả? coi phải nói càng coi càng ghiền mới chết chứ. Nhất là em thích nhất là cái lúc mà nhìn các chú tiểu ngồi xếp bằng để ngồi thiền đó chị. Trời, thương cưng thiệt là cưng luôn á. Ước gì mình có một đứa con trong đó. Nhưng mà nếu mà có đứa con, nó là trở thành người mẹ không ra gì rồi. Tại người mẹ bỏ con rồi đúng không? Đấy. Nhưng mà các bạn biết không, phải nói là các chú tiểu rất là thông minh các bạn. Các bạn nhìn đi, nhìn các chú tiểu đi, các bạn thấy làm sao? Các bạn có nên ủng hộ các chú tiểu hay là không? Chắc chắn là mỗi một người chúng ta khi nhìn cái chú tiểu là mình có một cái mối dây nào mà giống như là từ trời nó bắt xuống, có sợi dây tơ mà làm cho mình thương yêu cái chú tiểu tự nhiên trong lòng mà các bạn. Không có người nào mà khi xem các bé mà xin lỗi các bạn. Phải nói đó là cái phim này á, em coi đi coi lại nha chị. Cứ nằm quay coi xong các bạn lại bật ngược lại em coi lại chị. Phải nói là mê thì là mê luôn đó. Phải nói là chị biết không, nhìn Đức Tâm á, nhỏ nhất trong đám mà ngồi thiền, trời ơi, ngồi xếp bằng mà cưng thì thôi luôn đó các bạn. Không thấy cháu nào cũng mặt mày sáng sủa thông minh ấy, mà nhớ bài ghê luôn á nha. Không, mình không biết khi nó học bài nó có nhớ không, nhưng mà khi mà đóng phim sao nó cái kịch bản nó nhớ hết trơn, hay thiệt. Thậm chí mình còn nghĩ chắc nó mấy thầy quay rồi ghép từng đoạn, mình còn nghĩ vậy nữa chứ. Nó đọc sao mà suôn sẻ, không vách không gì trơn á, hay thiệt á. Nhưng mà chị phải nhìn ngược lại đi, cái ngày mà các bé đi thi thách thức danh hài á, các bé nhớ vành vách chị thấy không? Thì không thể nào nó ghép được các bạn. Đó, nếu mà mình nhìn ngược lại á, thì mình thấy là rồi. Lúc mà các bé đi thi á, các bé còn nhỏ hơn nữa. Đấy, mà nhớ như vậy thì không thể nào nó ghép đâu, các bé nhớ đó các bạn. Mà mình nói đặt mình các cháu nào cũng đóng cũng đạt hết trơn á, nhưng mà có đặc biệt phát tâm. Phát tâm nó mình nhìn thấy nó cái tài của nó cũng công nhận, nó diễn xuất hay thiệt á, nó nhập vai quá hay luôn. Nội mà nó cứ nêu giống như nó đi làm đi bán bánh gì rõ ràng đó, giống như nó kêu Mino, giống như là nó kêu mấy thú cưng lại đó, y chang ơi, dễ thương thì thôi, mình cứ coi đi coi lại. Em mê nhất là cái lúc mà Pháp Tâm ngồi giũa neo á, ngồi trời ơi giũa vậy đó. Mà giũa giống dễ sợ chị. Trời, nó cầm cái giũa nó giũa còn nghề hơn mình đó. Hay thiệt. Phải nói là rất là dễ thương. Nhưng mà chị thấy là trong cái tuồng mà các thầy viết cho các cháu, chị thấy có ý nghĩa hay không? Không, nói chung các kịch bản nào cũng hay hết. Bởi vậy nhiều mình mới coi, mình ban đầu mình coi Thách Thức Danh Hài, mình cứ nói là không biết ai là người viết kịch bản. Cho nên Hoàng Nguyên hay là Nhất Nguyên nói tôi đây chứ ai, nhớ không, nhớ trong cái khúc thấy Trấn Thành nói ai là người viết kịch bản, Hoàng Nguyên hay Nhất Nguyên ở trong cánh gà nói tôi đây chứ ai. Công nhận trong đó ai cũng có tài. Đúng rồi, thì lúc mà Trấn Thành hỏi thì có người trả lời tôi đây chứ ai. Thì chị phải biết rằng là các thầy đã viết ra những kịch bản đó, chứ không phải là đi mướn ai mướn. Sao lúc đó Thiền Am đâu có tiền đâu mà mướn chị. Với hơn nữa là như vậy, mình phải nói các thầy thì mình phải nghĩ ngược lên thầy ông nội. Ai là người dạy dỗ
cho mới build được một cái sự nhận thức, một cái trình độ, mới làm mới viết được một cái kịch bản hay ra hay như vậy. Rồi các bé ở đâu, ai là người hướng dẫn để các bé diễn ra như vậy, cũng mấy thầy mấy cô trong đó dìu dắt nhau mới thành một cái tác phẩm hay đến như vậy. Đúng rồi. Thì đấy, thầy ông nội là một người sống như vậy đó các bạn. Cả một đời á, dạy bảo những đứa trẻ mồ côi, mà bây giờ cái thành quả đã đưa tới cho đất nước, nói riêng là đất nước Việt Nam đi, và bây giờ đã ra tới nước ngoài này các bạn. Những người, những con người mà sống mà rất là có cái tâm chân thiện mỹ chị. Họ không những là họ truyền tải cho con cái nuôi của họ, mà bây giờ con cái nuôi của họ đã truyền tải cho khắp nơi rồi. Tất cả như chị em chúng mình là khi mà mình coi bé Pháp Tâm nói trong cái bộ phim mà coi như là Phật truyền đạo đó, nó vào trong lòng mình dễ sợ chị ơi. Nó thức tỉnh mình, có những cái mình còn đang làm sai lắm, mà nhờ cái câu nói của Pháp Tâm mà nhiều khi á mình cảm như là mình tỉnh lại mà mình có làm thêm nữa thì mình nên ngăn ngừa lại liền. Ví dụ như ngày mai em muốn sân si với người nào đi, ngày mai muốn làm cái điều gì với người khác đi, nhờ cái câu nói đó em cũng bớt đi và em hầu như là không làm nữa. Chuyển hướng trở thành một người như là có một cái tâm. Giống như là mình là một cái tâm tốt thì mình sống ở đâu mình phải trở thành cái người tốt đó. Cho dù thế, các bạn thấy không, cái phần cuối của cái phim của tập 2 á, là cái trái dừa lột ra một cái, Pháp Tâm mới có một cái câu như là phản diện đấy, cái này á đâu phải là trái dừa mà là trái chôm chôm thành tinh để thử coi là Chí Tâm hả, mà Chí Tâm phản biện sao, mà Chí Tâm vẫn khẳng định đây là một trái dừa mà. Vậy thì cái trái dừa này á, lúc mà nó chưa có vỏ thì sao, đem trái dừa lại thì phải vẫn là trái dừa, mà trái dừa có lột ra vẫn là dừa, trái dừa có đặt ra ngoài chợ cũng là trái dừa, đem trên núi cao cũng là trái dừa. Thì phải nói là con người mình tốt á, mình ở đâu mình cũng tốt các bạn. Cái tâm của mình tốt, mình ở đâu mình cũng tốt, mà mình có xấu rồi á, mình có lột xác cái nữa mình vẫn là cái người xấu. Đúng không chị? Nó hay đấy, không những là giáo dục chỉ có trong thiền am không thôi đâu các bạn, mà giáo dục lan rộng đến tất cả chúng ta nè. Thế thì ông nội, cái công của ông nội có đáng được chúng ta khen không các bạn? Hay là chúng ta đem ra mỗi ngày chửi ông nội bằng thằng này thằng kia, rồi nói ông nội á, là phải nói là không thể nào có thể là mình không nhắc lại được các bạn. Thì ơi chứ, mình không dám nhắc luôn á. Bởi nhiều khi mình nhắc mình cũng sợ là mình phạm tội. Đừng mình có phạm nói tội là tự trong tâm mình, tự trong huống não chi là mình là người mà tự động mình phát động ra những nói cái lời ra những cái lời để chửi ông nội như vậy thì quá là tội nghiệp cho ông nội các bạn ơi. Cũng như các bạn thấy đó, vụ án của ông Thắng đó, thì đáng lý ra đó là ông Thắng không phải là cái người mà dễ dàng mà tìm ra cái tội phạm của ông Thắng đâu. Nhưng mà phải có cái luật nhân quả các bạn. Có nghĩa là mình làm điều gì ác thì bây giờ mình thấy điều nhãn tiền đó các bạn. Đấy, thì thành thử ra bây giờ ông nội đó, ông làm bao nhiêu điều tốt như thế, chúng ta không nhìn nhận được cái điều tốt của ông mà để cảm ơn ông. Mà những đứa nhỏ xíu đó, mỗi một ngày lên nói ra rã trong lỗ tai mình về cái pháp và nói về cái cách làm người của mình ấy. Thế thì chúng ta phải cảm ơn từ đời ông nội, rồi mới tới các thầy, rồi mới tới các bé. Thế thì có một số người đó chị, nói là trong thiền am lợi dụng những đứa bé này để mà mưu cầu sự sống cho mỗi ngày. Các bạn thấy thế có đúng không các bạn? Bây giờ Kim nè, Kim đem con của Kim đi gửi ở trong trường. Trong trường con Kim á, những thầy cô giáo dạy một ngày bao nhiêu tiếng đó, bắt con của Kim là ha phải một tuần á là phải giống như là lao động, nghĩa là phải đi lau các cái kiến, cửa kiến đi. Hoặc là đi lao động bằng cách là làm kiểu này kiểu kia cũng là một cách lao động các bạn. Rồi ngoài ra đó là phải học bài, còn nếu mà chơi thể thao là phải học thuộc cái môn thể thao đó để mà đi đấu. Thế thì bây giờ những thầy cô đó được nhận tiền từ cha mẹ đóng vào. Thế thì có phải là những thầy cô đó là những người dùng những đứa bé để lấy tiền không? Có phải là trục lợi không? Các bạn thử nghĩ lại đi.
thầy Nhị Nguyên, thầy Nhất Nguyên và các, phải nói là các thầy các cô mà nói chung đi. Ừ. Như thế dạy các bé như vậy gọi là trục lợi sao? Ừ. Mà các bé ở trong Thiền Am sống rất chi là vui vẻ. Chị giờ chị nhìn nhận đi, các bé bình thường các bé sống làm sao? Rất là vui vẻ. Rồi. Đấy nên em thấy rằng nói chung là không thể nào nói cái từ là trục lợi từ các bé được các bạn. Cái đây là một sự giáo dục mà các bé sau này lớn á, khi trưởng thành rồi các bạn biết không, phải mang ơn các thầy đó. Phải mang ơn các thầy đó, chứ không phải là bình thường đâu nha. Bởi vì nếu không có các thầy dạy dỗ như bây giờ đó, thì các bé sau này lớn lên như thế nào? Chúng ta nói chung là mình cũng còn sống để chờ đợi cho các cháu khi các cháu lớn lên trưởng thành đó các bạn. Để câu trả lời đó sau này chúng ta sẽ thấy rằng Thiền Am giáo dục các cháu như thế nào. Chắc chắn mọi người chúng ta sau này đây là phải nói là phải nói là phục Thiền Am tới đất chân. Nói chung mình thấy làm cái gì đúng là mình làm, còn miệng thị phi thì mình cứ cho nó hòa bên. Đúng rồi. Chứ nói trục lợi á, trên cái thế giới này nếu mà nói dùng trẻ em để trục lợi á, nhiều hãng phim em bé mới đẻ ra cũng bồng đi đóng phim xong nói là đi trục lợi đi đi đó. Thế không, mình thấy nhiều hãng phim trên thế giới người ta cũng đem em bé ra đóng phim, rồi là đem em bé ra lên tất cả các đài truyền hình trên thế giới này. Nếu mà nói vậy là coi như là những cái gì mà người ta vinh danh trẻ em đều là dùng trẻ em để trục lợi hết, đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên là người ta cứ phát ngôn bừa, gọi là phát ngôn bừa bãi, thích thì cứ nói. Mà nói á, cái người hiểu biết á, thì người ta suy nghĩ khác, còn cái người không hiểu biết sẽ hà dùa theo, đúng không? Nhưng mà mình tin tưởng là những cái lời nói bậy bạ không ai nghe hết trơn đâu. Dù sao khán giả bây giờ người ta cũng có một cái trình độ nhất định, không ai mà đi bên vực những cái xấu xa, những cái xấu chỉ một số ít người ủng hộ thôi, còn những cái tốt đa số đều ủng hộ. Cho nên bởi vậy mới nói là người tốt nhiều hơn người xấu. Cho nên là cái gì mà xấu là xã hội sẽ phản kháng lại liền. Bây giờ bởi vì vậy mà tại sao Thiền Am nó được nhiều người ủng hộ, nhiều người bảo vệ, là vì người ta tốt hơn là xấu. Những cái xấu là có thể bỏ qua được, có thể du di bỏ qua được, cái tốt mình phải công nhận cái tốt của người ta. Nếu mà đã làm người rồi, người ta nói là làm người là mình là nhân tính, là mình là một con người, tính của con người thì không bao giờ mà không có thể không vướng vào sai lầm. Nên là chúng ta là như em với chị nói riêng ha, tất cả mọi người yêu thương các bé, chúng ta phải giữ vững lập trường các bạn. Bởi vì các bé trong thời gian mà các bé lớn lên để mà thành tài, thành nhân á, con đường còn dài lắm các bạn. Các bé rất là cần chúng ta. Nên là chúng ta, cái lập trường của chúng ta đã yêu thương các bé và nhìn nhận thấy các bé là những đứa bé rất là thông minh, ngoan. Phải nói là nhìn thấy các bé là mình muốn cưng, muốn nực rồi đó. Mình thấy thương liền á. Dạ. Thì chúng ta vẫn cứ giữ lập trường hả chị? Và chúng ta nên bảo vệ các bé bằng cách này hay cách khác, tùy theo khả năng đúng rồi. Tùy theo khả năng của mỗi người. Thí dụ như bây giờ em thương các bé đây, em mua cho các bé mỗi đứa một cái nón, cũng là một cách để mà thể hiện yêu thương các bé. Rồi chị có giống như là có chừng 20 đồng đi, chị gửi cho các bé, là các bé mua bóng thổi để các bé chơi cho vui đi, cũng là một cách để thể hiện yêu thương các bé các bạn, tùy theo khả năng của mỗi người. Thì nói chung là thương yêu các bé thì nói chung là đường còn dài lắm. Thành thử là mỗi một bước đường các cháu đi, mình có khả năng mình yêu thương các bé được từng nào thì mình cứ theo những cái bước chân của các cháu để mình ủng hộ cho các cháu đến từng đó. Nhưng hy vọng rằng á, không lâu đâu, các bé là một nhân tài, các bé là những đứa thiên thần mà phải đang lớn lên. Các bé còn trả lại cho mình gấp trăm gấp ngàn lần cái tình ơn nghĩa bằng cách là các bé lớn lên thành đạt và sống rất là tốt để chúng ta nhìn thấy. Ha các bạn ha. Rồi thì bây giờ á, chị thấy rằng là trong Thiền Am á, chị yêu quý nhất là em bé nào? Mình không thể nào nói được với Kim á, là mình yêu em bé nào nhất. Bé nào mình cũng cưng hết. Không thể nói mình cưng bé nào nhất được hết. Nhưng mà
nói thì nói chứ trong lòng mình cũng phải có một bé là mình thích nhất không, nhưng mà mình không nói được. Cái đó là mình không nói được, không thể nói được. Nhưng mà đối với em á, nói chung là mỗi một bé em có một chỗ để em để dành riêng, để cho các bé, mỗi một bé trong trái tim của em á, người ta chín lỗ như trái tim, thì bây giờ có hai, sắp sửa có hai bé nữa là đủ trong trái tim em à. Nghĩa là trong trái tim của Kim á là yêu hết tất cả các bé, mỗi một bé mình yêu theo một cách. Đó. Nhưng mà có người lên comment á với Kim á, nói chứ nè cô Kim ơi, pháp tâm với lại đức tâm là của tôi nha, ai mà đụng vô là tôi thí mạng tôi luôn á. Nói chung á, nói về các bé thì nói chuyện thòi. Nói các bé thì chuyện cả ngày cũng hết chuyện các bé đó. Ngồi đâu á, tháng nọ. Ngồi đâu cũng nghe chuyện của năm chú tiểu. Đi đâu cũng nghe chuyện năm chú tiểu các bạn. Kim với chị Paula đi ăn cũng nghe chuyện năm chú tiểu nè. Rồi đi vào các tiệm á, nhiều khi bây giờ người ta cũng chiếu năm chú tiểu, tiệm nail ngũ tâm á chị. Và nó là đi đâu bây giờ cũng thấy năm chú tiểu các bạn. Phải nói là cái logo năm chú tiểu bây giờ phải nói là rất là nổi tiếng các bạn ơi, rất là nổi tiếng, cũng mừng cho các bé. Rất là nhiều người yêu thương các bé các bạn. Và thôi thì bây giờ nếu mà nói nữa đó thì nó hết chuyện, ngày mai còn nhiều chuyện nữa mà, đúng không? Nói về các bé nói hoài không hết Kim ha. Ngày nào gặp cũng thiền am năm chú tiểu, ngày nào cũng vậy, đi đâu rồi cũng cứ lôi năm chú tiểu ra nói đó. Nhưng mà không chán nha các bạn, đi đâu cũng vậy. Rồi nhìn bữa hôm trước đi vô tiệm ăn bên kia cũng vậy, cũng mở năm chú tiểu lên nha, mấy người kia coi cười quá trời luôn, mắc cười quá trời. Sao giống mình ha Kim ha. Thôi thì tới đây á, mình xin dừng video đây chị. Thôi dừng đi để hôm khác ha. Mến chúc các bạn, quý cô bác anh chị một ngày tốt lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó thì hai chị em xin tạm dừng nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai nha. Bye bye.